Dạ con chào mấy cô ha. Dạ. Như mấy cô là bà con với gia đình bên đây. Dạ tôi là bác hai. Dạ bác hai hả? Dạ mình mẹ á. Tôi là O lại. Mẹ ruột của chị. Mẹ ruột của chị đó, rồi tôi là bác hai của. Dạ. Mẹ của chị 44 tuổi và cháu 13 tuổi. Vậy con xin phép hỏi cô ha. Dạ. Cô nó nhiêu tuổi rồi cô? Bảy thằng trò. Nhiêu tuổi? Có anh nè vậy. Con có mã 50 mấy. 6 mấy rồi hả cô? 50 mấy rồi. Dạ. 6 mấy rồi. Mã 37. Như là chị với anh đi làm ở nhà thì có còn hai cháu nhỏ là ở trong với cô nữa hả? Ở trong nhà ngoại có gì. Dạ. Con đi đâu thì tôi coi còn nó con nhỏ đó. Dạ. Nhưng mà khi đem chị về đây á, coi như là cô có nhìn chị còn có biến dạng gì không vậy cô? Mưa cậu lại nai chấm. Mưa ngày mưa mới smith. Chúng đây nè. Ồ. Trúng hai chỗ luôn ha con. Trúng cái đầu trước rồi qua. Dạ. Coi như mình nói chuyện này khi cô nghe không rõ. Ờ tiếng Việt không gành không hả cô? Dạ. Không gành không? Dạ cái chị mất tên gì vậy cô? Tên Smith. Thạch Miệt ha. Dạ cái tên của người dân tộc của Khmer bên đây thì cái tiếng hơi khó. Dạ. Của mình nguyên sớm mình ở đây là như người dân tộc nhiều hả cô? Dạ. Vậy đôi khi mấy con nói tiếng Việt đôi khi những người lớn tuổi khi nghe không hiểu ha. Dạ. Nghe thì hiểu nhưng mà nói không nói, không. Nói không dạ, nói không gần. Dạ. Bây giờ như là chị Miệt mất rồi, còn hai đứa cháu nhỏ chắc cũng nhờ bà nội, bà ngoại nữa, nhờ bà ngoại nữa rồi ha. Tại lúc trước thì anh với chị đi làm ở đâu xa thì để hai cháu nhỏ cho bà ngoại giữ. Dạ. Cha nó thì đi kéo xe. Dạ. Cái sự việc nó xảy ra quá trời bất ngờ luôn ha cô. Nó đi bắt neo mỗi ngày. Dạ. Ông trời luôn thương. Bây giờ chết mẹ cũng được còn con quá trời. Nhỏ xíu chết rồi. Bài đâu bài. Đi đột ngột mà hai người vậy là ra đi có mất mát hay cho bà. Dạ. Cháu mới 13 tuổi. Dạ. Mới 13 tuổi. Thương ngọt lắm. Cháu học cũng chiều học giỏi lắm hả con? Học giỏi. Nhắc tới thì cái sự mất mát này coi như là không chịu nổi luôn cô chú ơi. Một lúc mà hai người cùng ra đi. Thì tôi ngủ không được, tôi học xong đi không có xe là tôi ở xa ở Vĩnh Trạch. Dạ, ở xa hả cô? Dạ. Thì cái vụ mà vụ tai nạn như thế này là hồi trước giờ mình đâu ở địa phương mình không có đâu hả cô? Dạ không có, hồi nào tới giờ đâu có gì. Giờ mấy năm trước có một lần tới 700 người. Một lần 700 người? Bắt ngay ông cũng ông bây giờ. Mà cũng nghe chỗ gần đó ha dạ, bà. Dạ, hồi đó in là gần 20 năm rồi. Lấy người em là trùm trời mưa lại mình lấy áo mưa lại trùm một trùm đó. Dạ. Một đống ông sẹt cái sẹt ra là người chết thịt kinh ở nhà má ở cạnh. Dạ. Bữa cái này giống như cái số phận mọi người ha 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 cô, chứ không biết được mình tránh được thật sự cái này. Cháu thương quá. Dạ. Mẹ nó mất không thấy đâu, tụi nhỏ chưa biết gì hết.
Mới 13 tuổi mà cái ngay cái dịp nghỉ lễ thì theo phụ mẹ đi bắt ngao. Bắt nhờ bắt nghêu nữa. Nghèo quá, con tới 7 6 đứa. Tôi lại không được, tôi khóc sang lên, tôi không có lại, không có xe. Như là cô cũng mới lại đi hả con? Mới lại hồi xưa. Dạ. Thấy bà ngoại hiền quá ha. Bà ngoại hiền. Dạ. Chồng hoa là em của tôi. Dạ. Tôi có ba chị em. Còn ngoài chắc ở nhà làm nội trợ thôi chứ không có làm công việc gì. Không coi gì dạ. Đâu, coi cháu không hả? Dạ. Con cháu nào đi đâu lấy cháu lại cho nó coi. Tại vì sự ra đi của hai mẹ con mà đi bắt nghêu, sự nối tiếc, đó là sự nối tiếc của rất là nhiều người, bà con. Quá đột ngột luôn cô chú ơi. Thì con cảm ơn cô nhiều ha. Dạ, dạ. Thì sự chia sẻ của cô đây giúp cho mọi người được gõ thêm cái sự việc cái gì đó. Dạ. Cũng rất là tội cho cháu, tại vì cháu mới 13 tuổi. 13 tuổi thì mà học giỏi nữa. Giỏi. Ở đây thì mấy cô chú ở đây lớn tuổi đôi khi nói tiếng Việt thì hiểu. Cảm ơn cái sự chia sẻ của cô. Tiếng Việt thì hiểu cô chú thì nhưng mà đôi khi chia sẻ không dành lắm. Sự mất mát quá lớn, một lúc mà hai người thân trong gia đình. Thôi, cũng chúc cho chị với cháu ra đi thanh thản nha. Tại vì cái sự việc này thì không biết được mà tránh trước cô chú anh chị ạ. Mà không ai mong muốn cái tai nạn xảy ra gì. Thì phần lớn là bà con người dân tộc mình nhiều hơn chứ, cho nên nói chuyện là khi mình nghe không hiểu. Bà con sớm giềng gần xa đến đây để chia buồn với gia đình đây nha. Sự mất mát quá lớn. Không có cái chi phí để mà xây mọi.
bà con gần xa đến đây để chia buồn với gia đình. Cô chú nào mới vừa xem video thì Tuấn xin nhắc lại luôn, cái hoàn cảnh đây là hai mẹ con bị sét đánh và khi đang đi bắt nghêu ở ngoài bãi biển á, sét đánh hai mẹ con tử vong. Cô chú chị vâng, thì Tuấn xin chia sẻ cái video ngắn này ở đây cô chú anh chị ạ. Thì hẹn gặp lại cô chú mình trong những video tiếp theo trên kênh Tuấn Hậu Giang ha. Hoàn cảnh gia đình thì cũng khá là khó khăn luôn, thì mong cô chú chia sẻ video giúp Tuấn Hậu Giang ha. Thì nếu mà được sự hỗ trợ của cô chú chị gần xa thì Tuấn cùng anh em sẽ quay trở lại để hỗ trợ thêm gia đình. Hiện tại thì anh em sẽ cho phép dừng video ạ, gặp lại cô chú mình trong những video tiếp theo ha.